Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đón để lên sản phẩm mới của ngày hôm nay. Sản phẩm mới của ngày hôm nay em đưa lên kênh đó là một em Sony CFD DW560S. Sản phẩm này thì về bề ngoài thì có nhìn thấy là các bác có thể nhìn thấy là cái độ khủng của nó. Được xếp vào trong những dòng cassette có kích thước lớn. Em này có thể so sánh tương đương với em W300S. Sản phẩm này tuy em đưa lên kênh nhưng đã được bán cho một bác khách hàng ở Bắc Ninh. Thế thì bác khách hàng ở Bắc Ninh thì đã từng ủng hộ sản phẩm bên em. Và sau khi ủng hộ sản phẩm thì đã yêu cầu mua thêm sản phẩm mới. Thì sản phẩm lần này em đưa lên thì gửi cho bác thì bác có yêu cầu là bác muốn tìm đúng mã này luôn. Và sản phẩm này thì em có hàng. Vì thế nên là trước khi đưa lên gửi cho bác ấy, thì em sẽ làm một cái video để test chức năng của chiếc đài này, cũng như là quay hình thức của chiếc đài để cho bác khách hàng này ở Bắc Ninh có thể qua cái video của em có thể nói lên để nhìn thấy sản phẩm của mình, để sau khi nhận hàng có thể so sánh chất lượng với sản phẩm mình nhận. Em sẽ test, em vừa mở nhạc chờ saxophone để các bác có thể vừa nghe em thuyết minh và vừa nghe tiếng phát ra của chiếc đài này. Trời Hà Nội thì đã bắt đầu trở lạnh. Các vùng miền thì em thấy dự báo thời tiết đã trở lạnh rất nhiều. Vì thế nên là các bác cao tuổi hãy giữ sức khỏe để có thời gian nghe đài nhiều hơn. Hãy ở nhà trong nhà và nghe đài, không phải ra ngoài. Thế thì sản phẩm này thì về ngoại hình ý, thì em đánh giá là được các bác hình dung như một cái chiếc dàn mini như thế nào. Thì chiếc đài này nó ngoại hình của nó giống một chiếc dàn mini, sở hữu hai cửa băng. Và cái phần ở giữa là phần chỉnh equalizer và phần cho radio. Và phần trên cùng ấy, hay còn gọi thất trên cùng ấy, thì được chia ra làm cho đĩa CD. Thế thì sản phẩm này thì đĩa CD thì không còn hoạt động nữa. Em cũng phải công khai rõ ràng là như thế để cho bác khách hàng này nhận thì có thể biết được rằng là sản phẩm này là đã là CD đã không hoạt động được nữa. Đấy. Còn lại là các tính năng khác thì hoạt động. Về ngoại hình của nó thì cái loa của nó được đánh giá là cái chi tiết hơn là con W300S. Bởi vì loa này là loa tầm dài. Em xin tiến sát camera trở lại gần sản phẩm để cho các bác cũng như bác khách hàng này xem kỹ từng chi tiết sản phẩm. Không phải bảo là thằng này bán hàng này hay che giấu những lỗi lầm của sản phẩm không nói rõ. Đây em quay sát hình ảnh lại cho máy quay lại cho các bác xem. Sau khi mở nhạc không lời thì lát nữa em sẽ nhạc test nhạc có lời. Em đang mở nấc nhạc rất là nhỏ. Đây các bác có nhìn rõ loa, nó là loa phễu. Loa này là loa gọi là hay còn gọi là loa tần giải. Đường kính của nó là 14 cm, nên đọc trong thông số kỹ thuật của nó thế. Và loa này có độ nhạy là 8 ohm. Về hình thức bề ngoài thì không bị móp méo hay sứt sẹo gì hết. Nếu trong quá trình quay video mà những thao tác quay chưa được ok lắm thì mong các bác hãy để lại bình luận ở phía dưới để em xin cải tiến cái việc quay phim làm sao hình ảnh được ok nhất để các bác có thể xem. Đấy. Và bác khách hàng này cũng chỉ muốn là sử dụng chiếc đài này để kê trong cái phòng, một cái khu vực khá lộn xộn, và chủ yếu mục đích là để nghe FM là chủ yếu. Con này thì FM có thể nói rất là chi tiết. Em sẽ mở sang tính năng của chuyển sang nhạc guitar không lời đi cho nghe cho nó êm ru. Bởi vì nghe nhạc saxophone này thì có vẻ nó không được tính năng của nó không được làm cho nhạc không được chi tiết ở chiếc đàn
Bởi vì guitar thì thường làm sẽ cho cái chứ tính năng của nó sẽ được nổi bật hơn. Em mở guitar và có lời luôn, vừa là nhạc guitar vừa là rồi, ok. Đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Các bạn đang nghe ca khúc của Phương Thảo. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thắm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh, giờ thầm chế trong em. Về chất âm của con này thì là theo đánh giá là khá chi tiết, bởi vì phải nói là loa của nó là loa toàn dài, nặng về dải trầm hơn. Mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tan trong quán khuya, em vẫn đợi chờ. Tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc. Giữa những nỗi đau. Sau khi video này kết thúc thì em sẽ gói chiếc đài này và chuyển đến tận nơi cho bác. Cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết. Em đang test chiếc đài này bằng một cái cuốn băng điện tử. Và em xin dừng phần test có lời để chuyển sang mục test radio. Phần điều chỉnh radio thì các bác có thể thấy là sau khi mà bật nguồn, nút này là nút nguồn, xong đến chỉnh các chế độ chuyển ở bên tay trái, tape thì là cho băng và radio thì là mình có thể chọn FM hoặc AM, còn đến cái này là dùng cho CD. Phần CD này thì em đang bị lỗi rồi thì không mất để thay, nhưng mà em đã chuyển phần này sang phần là line in, nghĩa là bản thân chiếc đài này là không có tính năng line in, nhưng em đã cấy thêm được line in cho bác khách hàng này để bác khách hàng này có thể chơi kết nối với điện thoại. Thế thì tại sao chiếc đài này nó lại là không phải là CFS mà nó là CFD, bởi vì CFD thì là sản xuất cho thị trường châu Âu. Sản phẩm này thì các bác có thể nhìn trên bố trí từ tổng diện của chiếc đài thì theo em đánh giá thì nó bố trí giống phần dàn, một cái dàn mini hơn như em đã giới thiệu ban đầu. Còn ngoài ra thì các tính năng như là FM thì là full 108. Em sẽ chuyển sang tính năng FM radio để các bác cùng băng vừa rồi thì nói về Quý Ngọc Hải thì tôi nghĩ là chắc là chúng ta cũng đã nghe rồi, nó chứa đựng rất nhiều những cái thông điệp và Quý Ngọc Hải giọng đã bị khàn đi vì trên sân bạn ấy hò hét anh em quá nhiều, và có rất nhiều những hình ảnh nó lại quay lại, ví dụ như là sau trận thua đầu tiên ở trận bán kết đi với Thái Lan
chúng ta đã thấy Quế Ngọc Hoàn gọi tất cả các anh em to hết cơ thì nó để rất nói to. Một câu rằng là chúng ta vẫn còn có cơ hội, và đến khi mà trận đấu lượt về kết thúc thì Quế Ngọc Hoàn thay mặt toàn đội xin lỗi người hâm mộ. Tôi nghĩ là những cái đấy nó sẽ ăn mòn như cái sự tự tin của anh em. Thực sự đấy là điều cá nhân tôi cảm thấy rất là đáng tiếc. Người hâm mộ của chúng ta đã quá quen với cái việc đội tuyển chúng ta đã giành hết cái chiến thắng này đến chiến thắng kia rồi chinh phục. Rồi rất cảm ơn. Em bao nhiêu tuổi, có người yêu, có vợ chưa? Em có bạn gái, em 27. 27, có bạn gái, sắp cưới chưa? Em sắp cưới cuối năm ạ. Thôi hy vọng đến cuối năm nó Covid nó hết rồi mình làm đám cưới cho nó đầy đặn hoành tráng đúng không? Có mấy bạn trẻ để đi xem thầy bảo là cưới tháng 6 đề phòng là sang tháng 7 âm nó bị tháng âu, thành ra cưới mời không dám mời ai, xong cưới online em ạ. Thì thôi. Okay, nghe radio rồi, thì em thấy có rất nhiều những cái chương trình rất là hay, rất là bổ ích. Chúc mừng cùng chúng tôi với hy vọng là bạn sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Và cũng đừng quên là sẽ đồng hành cùng với đây. Đây là tiếng nói Việt Nam. Phát thanh từ thủ đô. Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình. Để dự báo kinh tế Việt Nam có khả năng đạt tăng trưởng cao cho năm tới. Âm thanh cho đến hình ảnh đến ánh sáng. Đưa que lấy mẫu song song với vách mũi, đưa sâu vào bên trong đến 3/4 chiều dài que lấy mẫu. Sau đó xoay nhẹ đầu que lấy mẫu 5 đến 10 giây rồi rút ra. Cách thứ hai, người lấy mẫu đầu ngửa về phía sau, cầm cán que nhẹ nhàng đưa đầu bông vào lỗ mũi thứ nhất cho đến khi cảm thấy lực cản nhẹ và không còn nhìn thấy đầu bông, sâu khoảng 2 cm. Em xin kết thúc phần test cũng như là phần quay chi tiết của chiếc đàn ở đây. Rất cảm ơn các khách hàng Bắc Ninh đã ủng hộ sản phẩm. Và rất cảm ơn các bác yêu đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh để ủng hộ kênh của em. Những ai chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn toàn thể các bác yêu đài toàn quốc đã ủng hộ sản phẩm cũng như là thường xuyên ghé kênh của em. Em xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.